Yo, nó chào mấy bác nha. Thì con Hitachi này có mà anh khách chốt bên em thì nó do nó quá đắt tiền và chốt không dọn, anh này cọc cho bên em 1 triệu. Thì em sẽ mồi xanh nổ. Và nói thiệt nha, cái đời này xài bốc ghê lắm. À, nó thuộc thứ dữ nha. Cái dòng giống cái đời này nè. Thì em cố gắng em mồi xăng nổ cho anh khách. Đủ. Một phát đổ luôn không? Ghê thiệt. Yên tâm chưa? Ok, canh xong nha. Mấy con này em nói thiệt sự luôn, mấy con này đổ xăng nổ luôn. Thiệt luôn á, không phải em nói dốc đâu. Em thử luôn, chơi luôn. Chơi luôn thử nha. Đây là bán không bao đâu, có nghĩa là bao hơi lửa thôi, mà em thử luôn cho nổ luôn. Chưa đổ xăng nha, và cũng chưa coi lọc, chưa coi lít gì đâu. Thử luôn. Cho nó máu. À, đủ máu xăng rất mẹ rồi. Rồi cho anh khách cái lọc. Chưa thử chưa gì hết á, đó nhìn cái đèn thui lui này. Thử luôn. Nổ thì anh khách ăn mừng. Có nghĩa là nó nổ thì nó nổ rồi, nhưng mà ý là nó được luôn thì anh khách khỏi phải dọn luôn. Đấy nha, thử luôn nha. Dơ mem này trong thùng xăng này. Thấy không? Em bỏ lọc vô. Thử xem được không? Thử xem nó cỡ nào, bởi vì nó mới quá mà. Về anh khách chỉ cần rửa ráy ra là sao. Em đổ nhiều nhiều xăng cho nó ngập cái lọc, nổ cho nó dễ nổ nha. Cái miếng gỗ bên kia ta lấy về được không? Được chứ, hết rồi. Cái miếng phía ngoài á, cái miếng phía trong còn vẫn đang đẩy cái lỗ. Đầy á mà, cái vách đây đầy mà. Rồi, bây giờ thử bơm xăng lên thử nha. Đủ mà xăng lên luôn này. Xăng đầy vú luôn rồi. Nổ rồi. Chắc luôn. Đủ ghê chưa. Chưa được. Cái này anh khách phải về vệ sinh lại này. Ba mút này, chẳng tinh luôn. Em chỉnh luôn đây. Thử luôn xem ra sao. Anh này là thợ á nha. Nhưng mà em chỉnh thử luôn. Coi xem được không. Dã man rồi. Nó ở anh tì tạch 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 luôn. Nó vẫn chưa được lắm đâu anh khách nha. Về chịu khó. Mình về chịu khó mình. Má ghê. Em nói rồi mà, con này nó ghê lắm. Biết trước rồi. Chỉnh ga ti lên chút. Vẫn đã để gan tí bé quá nha. Đấy, mọi người nghe tiếng máy chưa? Coi lại. Má nó thổi bay đồ luôn. Nói rồi.
Mình nói trước rồi, con này nó ghê lắm. Con này cực ghê luôn. Anh khách này tinh thiệt không? Rồi bây giờ tắt máy. Tắt bằng kìm nha. Được luôn rồi anh khách nha. Thấy không? Đó, quá chữ. À, chữ luôn. Ghê thiệt. À, được luôn rồi đó. Về anh này chỉ việc rửa lại thôi. Đây là một anh thợ á, mua á. Nhưng mà mình thử biết ra sao. Đây là ghê chưa? Rồi ok, để coi như dọn luôn cho khách rồi. Bây giờ về anh khách này chỉ việc xài thôi. Mình biết trước rồi, mình kêu rồi mà con này có gì đâu mà dọn anh. Về đổ xăng là nổ. Thiệt á. Anh khách này anh cọc em 1 triệu. Anh mua thêm 2 cái boe này. Anh không nói dối đâu, anh mua thêm 2 cái boe loại xịn này. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã coi video.